Thưa quý vị thân mến, và trong buổi chiều ngày hôm nay, trong một không gian phải nói rằng vô cùng lung linh và rất đẹp, đang được chào đón những tình cảm thân thương của các bà cùng toàn thể quý vị quan khách quý cùng trở về với quan viên họ nhà trai để quý vị cùng tay trong tay nâng những chén rượu hồng. Thưa quý vị, và lời nói đầu tiên cho phép Tiến Dũng, người dẫn chương trình, xin phép được thay lời từ phía của gia đình ông bà Trường Như và xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, hạnh phúc không phải là đích đến, mà đó chính là con đường chúng ta đang đi trong hành trình của riêng mình. Cô dâu, chú rể họ đều có những câu chuyện riêng, nhưng chính tình yêu, sự cảm thông chia sẻ dành cho nhau, và ngày hôm nay thì họ cũng đã quyết định chung tay xây dựng mái ấm gia đình yêu thương trước sự hiện diện và chứng kiến của toàn thể quý vị. Và điều đó là lý do để chúng tôi được hân hoan, được kính chào toàn thể quý vị quan khách quý có mặt tại gia đình, để quý vị sẽ cùng tay trong tay và nâng những chén rượu hồng. Thưa quý vị, và ngay sau đây, với một niềm vui nhân đôi, toàn thể quý vị đang cùng tham dự tiệc cưới, thì kính mong quý vị hãy cùng hướng những ánh mắt, những nụ cười lên phía sân khấu chính, để ngay sau đây quý vị sẽ cùng lắng nghe với lời ca tiếng hát sẽ đề tài là cung bậc, là cảm xúc của tình yêu, để mừng hạnh phúc cho cô chú rể và để cùng cảm ơn toàn thể quý vị quan khách quý đã cùng trở về với gia đình. Và ngay sau đây thưa quý vị, với một ca khúc đầu tiên, và kính mong quý vị sẽ cùng lắng nghe và phần biểu diễn của ba cô gái đến từ sự kiện hỷ hạnh ngày hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị với một sáng tác vô cùng nổi tiếng, ca khúc Điệp Khúc Mùa Xuân. Và xin được kính mời quý vị sẽ cùng chào đón của phần biểu diễn của Thúy Nga, Hải Yến và Liên Anh. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin được cảm ơn tới quý vị. Trên thiên đàng cả trong ánh mùa xa, gió mai mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu tiêu biểu trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la, mà trên mây buồn yên trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến bên buồn vui. Dừng xuân nơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Trong biển khơi, la 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 la. Vì tình đôi ta như muôn bài thơ,
nghe hồn chơi vơi quê hương nào cùng vui lên ơi. Vâng ạ, cho anh đi thấy cánh tay của thưa quý vị có được không ạ? Đây đâu, đây đâu ạ? Nào cùng vui lên anh, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong thân ngày. Da 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 da, da 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 da, hát lên anh ơi, khúc ca được say từ giờ, khúc ca được say từ giờ. Ta say đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, còn lại gì trong ta? Đến với em hỡi người, ta say đắm bên nhau, rồi mai người đi xa, tình yêu rồi sẽ qua. Khúc thật tuyệt vời, những ca khúc thật hay để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, và cùng cảm ơn tới sự hiện diện của toàn thể quý vị để kính chúc quý vị có một bữa tiệc thật vui vẻ và thật ngon miệng. Kính thưa quý vị, và xin được cảm ơn đại gia đình quan viên họ nhà trai cũng đã tin tưởng và sở cậy đơn vị tổ chức sự kiện trọn gói hỷ hạnh là nơi ghi dấu những bến mở khoảnh khắc yêu thương, và những người thực hiện trong buổi chiều ngày hôm nay có mặt tại gia đình đến từ đơn vị tổ chức sự kiện hỷ hạnh để cùng cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách quý.
Cảm thân thương của tất cả quý vị quan khách quý đang mà cùng trở về với gia đình để chúc mừng hạnh phúc Sĩ Chiến và Đỗ Tuyết. Ngay sau đây thì quý vị xin được kính mời quý vị sẽ cùng chào đón qua phần biểu diễn sự trở lại của Liên Anh, sẽ cùng gửi tới quý vị với những khúc tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời quý vị sẽ cùng chào đón qua phần biểu diễn của Liên Anh. Dạ vâng, thì để liên tục cho buổi chiều ngày hôm nay, Liên Anh xin gửi tới quý vị ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Xin mọi người cùng lắng nghe và thưởng thức. Bối rối gặp nhau lần nào cũng buồn.
bụng vách núi. Anh đi giữ miền biên giới, làm quê em đợi em chờ. Con sông xuống người quán họ, suốt đời nước chảy. Hãy subscribe.
Trời bên kia đang tươi lung linh con nhỏ.
chúc cho quý vị một bữa tiệc thật là ngon miệng.